Quý vị khán giả thân mến, và bây giờ trước khi đến với kết quả của đêm gala thứ 7 đêm song ca, chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo dành cho các thí sinh. Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng trò chuyện với ban giám khảo, bởi vì các bạn sẽ phải thuyết phục họ đấy ạ. Với Mai Hương, trong đêm thứ 7 vừa rồi thì chị Diễm Quỳnh đã nhìn thấy sự hòa quyện trong cách hát của bạn, trong bài hát của hai bạn. Nhưng chính vì sự hòa quyện mà mỗi người đều phải nén mình lại. Mai Hương, bạn có cảm thấy thế nào với nhận xét của chị Diễm Quỳnh? Thật sự thì em rất là cảm ơn tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo trong đêm gala hôm thứ 7 vừa rồi. Và khi mà về em xem lại hai phần thi của em thì em thấy vẫn còn rất là nhiều lỗi và rất là nhiều phần mà thiếu sót mà mình cần phải sửa rất là nhiều. Nên là em hy vọng là quý vị khán giả xem xong hai phần thi và sẽ cho em cơ hội đi tiếp vào gala sau. Chị Diễm Quỳnh, chị nhìn Mai Hương rất là âu yếm. Chị có thể chia sẻ gì Mai Hương được không ạ? Chị nghĩ là đã hơn một lần các nhà báo hỏi chị về em, nói rằng là em là một người có những cái bước đi rõ nét nhất trong Việt Nam Idol. Có lẽ bởi vì ban đầu mọi người nghĩ em là người nhỏ tuổi nhất, một cô bé nhỏ nhất tham gia, thì cái sự thành công hay không, đi được xa hay không, mọi người cũng không đặt nặng lên nữa. Nhưng càng về sau thì mọi người càng quan tâm đến em hơn. Và chị nghĩ rằng trong phần biểu diễn hôm vừa rồi có những đoạn em, như đã nói đấy, em cảm thấy chưa ưng ý với phần thể hiện của mình. Nhưng mà thực sự chị thấy là em vẫn thể hiện được những sự tiến bộ của em trong đêm diễn vừa rồi. Vậy nên chị cũng hy vọng là em sẽ còn gặp tất cả khán giả trong buổi diễn lần sau. Vâng. Chúc mừng Mai Hương, xin cảm ơn chị Diễm Quỳnh. Và với lời Phương Anh, một tiết mục của bạn thì được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói rằng tiết mục của các em giống bao tiết mục Tết người ta vẫn phát trên TV, mà tôi thì lúc đó bỏ đi chơi. Điều tôi cần là các em phải làm sao để người ta thấy chỉ có Idol 2010 mới làm được như vậy. Theo cách suy đoán của tôi thì là các bạn chưa làm được điều anh Dũng mong muốn. Bạn nghĩ thế nào? Đối với em thì em nghĩ rằng vào cuộc thi này, đầu tiên là lúc nào em cũng nghĩ rằng là em sẽ luôn phải làm những điều gì mà thật mới mẻ. Nhưng đến khi học tập với các bạn thì em luôn lựa chọn sự an toàn. Nhưng vào đến vòng thứ 5 thì bắt đầu em mới nhận ra rằng là hình như mình vẫn có một màu. Và bây giờ thật sự em rất muốn rằng là vẫn giữ sự, vẫn cái style của em là nữ tính và với dòng nhạc pop ballad, nhưng mà hy vọng rằng em sẽ mang một điều mới mẻ gì hơn nữa đến với tất cả quý vị khán giả. Chỉ có Lê Phương Anh mới hát được với bằng tình cảm như vậy, và em muốn truyền được điều đó đến tới tất cả các quý vị khán giả, và hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cảm nhận được điều đó từ em. Vâng. Và thưa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tôi nhớ là anh đã đặt niềm tin rất lớn vào Lều khi mà chúng tôi vẫn gọi quen Lê Phương Anh là Lều. Và anh đã nói rằng muốn mời Lê Phương Anh tham gia những show ca nhạc lớn do anh đạo diễn. Nhưng vừa rồi thì anh cũng nhận xét khá là khắt khe dành cho Lê Phương Anh. Tôi nghĩ là mỗi ca sĩ đều có một cái bản sắc riêng. Với tôi thì tôi thấy Phương Anh, tôi vẫn thấy là Phương Anh hợp với những cái dạng chương trình giống như là Thúy Nga. Thật ra thì tôi thấy cái đó là một cái, nó có một cái đối tượng khán giả. Và cái chất giọng em thật ra là hay, nhưng mà em chưa có học tập nhiều. Cho nên là tôi nghĩ là gần như khi mà gỡ một cái sân chơi nhạc trẻ như vậy á, thì nó hơi làm khó em. Tôi nghĩ thì bởi vì tôi nhận xét đó, bởi vì cái em đang đặt ở trong hoàn cảnh của Việt Nam Idol. Chứ nếu em ở một cái sân khấu mà đúng chất của em thì nó lại khác. Xin cảm ơn đại diện Nguyễn Quang Dũng. Chúng ta hãy đến với những nhận xét dành cho Uyên Linh. Trong phần biểu diễn của bạn cùng chung với Mai Hương thì chị Sue Black có nói: vì hai em đều có cái feel giống nhau nên rất hợp nhau. Tôi rất rất thích những nốt căng của Linh. Bạn thấy hài lòng với những lời khen chứ Uyên Linh? Dạ, em trước tiên là xin cảm ơn chị Siêu. Và sau đó là thực ra thì em cũng có về nghe lại và em thấy
em cũng chưa làm được tốt như em mong muốn, nhưng mà cái lời khen của chị Siêu là một cái sự động viên để cho nếu như em còn cơ hội hát ở sân khấu Việt Nam Idol nữa thì em sẽ phải cố gắng hoàn thiện mình hơn. Dường như là cứ nhận xét về mình thì các bạn lại hơi quá khiêm tốn. Chị Siêu Black, chị nghĩ thế nào ạ? À, tôi nghĩ rằng là các em có quyền là không nên khiêm tốn. Nếu như mà em có chất giọng, em có tài năng thì em có thể đi sâu hơn nữa. Đó là em nên tìm. Chị chỉ sợ rằng là những cái vote mà không theo sự chị suy nghĩ của chị thì cái đó chị không biết phải làm như thế nào. Thật sự rằng là Uyên Linh đều được khen tất cả các vòng, và tôi nghĩ rằng là cứ mỗi vòng em sẽ làm tốt hơn. Có những cái vòng mà em nghĩ là em làm không tốt theo tôi á, thì không phải thể loại của mình, nhưng mà em vẫn có thể vượt qua. Thì tôi nghĩ rằng là em là một thí sinh có tài năng, và tôi nghĩ rằng em còn đi sâu hơn nữa. Nếu như mà có như thế nào á, em có như thế nào thì em cũng nghĩ rằng là, chị nghĩ rằng là khi mà em bước ra khỏi sân chơi này, em vẫn có một sân khấu riêng của em. Cảm ơn chị Siêu Black, rất động viên. Và những nhận xét dành cho anh chàng thí sinh cuối cùng, Lân Nhã. Trong ca khúc Song Ca với Uyên Linh thì nhạc sĩ Quốc Trung có nói là bạn phải mạnh bạo hơn nữa, không sợ sai. Và anh cũng có nói rộng thêm ra là nếu mà cứ rụt rè như thế này thì sẽ rất khó kiếm người yêu. Anh Quốc Trung, anh còn thêm những nhận xét nào khác nữa không ạ? Đối với Lân Nhã thì tôi thấy là khi phải song ca với phụ nữ thì tôi cũng sẽ như Nhã thôi. Mình sẽ cứ nên nhường cái phần thiệt, nhận cái phần thiệt về mình. Như thế thì có thể em thiệt, nhưng mà em cũng sẽ làm có một cái chút gì đấy bản lĩnh, một quý ông. Thế trong, còn trong âm nhạc ấy thì tôi thấy là em có rất là nhiều yếu tố. Em có thể hình, em có giọng hát rất là trầm ấm, và tôi nghĩ là em còn có thừa sự chân thành. Em thiếu một chút là một cái gì đấy nó không an toàn. Phụ nữ thì người ta có thể lấy một đàn ông an toàn, nhưng mà người ta hay chạy theo những người đàn ông mà có cái gì đấy không an toàn với họ. Thì tôi nghĩ là hy vọng là nếu em không làm được thế chăng nữa ấy, thì em cũng sẽ trở thành một quý ông trong làng nhạc Việt mà không cần phải loè loẹt với hàng hiệu ở trên người. Dạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung ạ. Em cảm ơn anh ạ, em sẽ cố gắng thôi. Như vậy là chúng ta đã đến với những nhận xét của ban giám khảo dành cho các thí sinh. Các bạn cũng đã chia sẻ những tâm sự với ban giám khảo. Trong 4 bạn, tôi xin thông báo 2 bạn an toàn đầu tiên. Mai Hương số 1, Lê Phương Anh số 2, Uyên Linh số 3 và Lân Nhã số 4. Hai thí sinh an toàn đầu tiên, một người mang số lẻ và một người mang số chẵn. Xin chúc mừng Lều Phương Anh và Uyên Linh. Kết quả có lẽ là bất ngờ với nhiều quý vị khán giả.